Này thiếu dinh dưỡng chút xíu. Ăn uống cho nó mập mạp lên chút. Mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, em chào chị Quỳnh Linh. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị. Dạ. Quỷ sứ thấy ghét nha. Làm mắc cỡ lắm nha. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Khải. Em sinh ra và lớn lên tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Khải đang làm chuyện gì? Dạ, em đang làm điều hành xe cho một công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng là hướng dẫn viên du lịch. Nhiều tuổi? Dạ, em năm nay 24 tuổi ạ. Mời bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Em tên là Hoàng Nguyên. Em năm nay 24 tuổi, em ở Đồng Nai và hiện em đang là giáo viên. À, giáo viên dạy cấp mấy? Dạ, em dạy cấp 2. Cấp 2, mình dạy môn gì? Dạ, em dạy toán tin học. Mà đi dạy vô lớp là mình nghiêm không? Hay là mình giỡn vui vẻ với học trò? Dạ, thực ra cũng tùy lớp chị. Có đôi khi á, cái lớp nó nói em dữ, có đôi khi lớp kia em hiền. Mà xưa giờ mình có mấy mối tình rồi? Dạ, một. Một, chia tay bao lâu rồi? Dạ, cũng 3 năm. Bây giờ mình muốn lấy chồng chưa hay là muốn tìm bạn để mình tìm dạ, hiểu trước thôi? Mắt thì chỉ muốn tìm hiểu thôi chị. Bao nhiêu lâu nữa thì kết hôn được? Dạ, cái đó thì cũng tùy theo cảm xúc của hai người. Rồi, 24 tuổi thì cũng chưa đến nỗi nào ha. Để bạn trai bên kia coi cái ý tưởng của bạn sao. Bên này đang gọi là thiếu dinh dưỡng chút xíu. Ủa là ăn uống cho nó mập mạp lên chút. À, ra bên bển nấu món gì ăn được nhiều nhất nè, nói nghe tôi nghe thử coi. Kho hay là kho vịt ha. Còn món gì nữa? Dạ cũng nhiều, cái bình thường nấu ăn hàng ngày thì em làm cũng được hết. Mình có điểm mạnh gì không? Tự tin, sống cũng thiệt tình lắm. Nên là đôi khi cũng nhiều người thương. Nhiều người thương mà sao bị ế? Cái thương nó không phải là cái thương nam nữ, thì là cái chuyện là giống như mình sống đàng hoàng người ta thương mình thôi. À, rồi điểm khuyết điểm của mình là gì? Hơi nóng tính chút xíu, hơi nhạy cảm chút xíu. Nhạy cảm là sao bạn? Dạ giống như coi phim mà em khóc sướt mướt bù lu bù lo vậy, thấy vậy bình thường thôi. Rồi bạn trai, bạn có những ưu khuyết điểm gì? Khuyết điểm của em là đẹp trai. Dạ. Còn ưu điểm của em là nói nhiều thôi. Dạ. Còn gì nữa không? Hình như là hết rồi. Bạn có những sở trường sở đoản gì? Dạ sở trường của em là hát. Hát rồi, hát bài tặng bạn kia. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em xin hết hả? Làm vợ đi em, anh che chở chắc chắn lắm. Ha. À, em muốn tìm một người vợ như thế nào? Về ngoại hình, có cái mẫu lý tưởng nào không? Dạ, cả cỡ chị được rồi chị. Vậy hả? Dạ. Vậy còn bạn gái mình có đặt ra cái mẫu người đàn ông lý tưởng của mình là người như thế nào không? Sống cũng biết trước biết sau, chan hòa với mọi người. Nếu thiệt tình là được. Thiệt tình là được rồi. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em thích gia trưởng, không thích vô tâm. Mình có gia trưởng không bạn? Có à. Có hả? Dạ. Gia trưởng cỡ nào? Tức là bắt vợ phải làm theo những ý muốn của mình. Dạ không, không phải là cái gì cũng theo ý muốn được. Bây giờ mình có thể nói về công việc cụ thể của em nè. Điều hành xe là sao? Dạ em đang điều hành xe du lịch từ 4 cho tới 45 chỗ. Rồi, ngoài công việc đó làm gì nữa? Dạ buổi tối thì em có đi dạy lớp tình thương ạ. Tức là dạy về là em dạy văn hóa cho mấy đứa bé mà có hoàn cảnh cơ nhở tại quận 12. Dạ. À, vậy là quá tốt rồi ha. Quá dạ. Tốt. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em có đi với hai em gái của em. Hai em gái. Nào ta nói chuyện với em gái xíu nào. Sao em gái em thấy cô bên kia thế nào? Bạn nữ bên nó rất là dễ thương. Và với tiêu chuẩn mà bạn nữ đề ra thì em nghĩ là anh Khải cũng phải được 80%. Cảm ơn bạn. Đó là đánh giá bên kia lấy. Mình có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ. Mẹ hả? À dạ. Xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường dễ thương. Dạ. Theo cái chú này thì cô thấy thì cũng được. Nhưng mà do lát nữa gặp nhau rồi coi có được hay không thì hai đứa hẹn hò. Cô ơi cô, mình, cô có đặt ra cái mẫu cô muốn mong muốn người con rể mình như thế nào không cô? Rể thì cô cũng mong muốn là đừng có cờ bạc rượu chè, cái đời điểm đó thôi. Dâu thì cô có 4 dâu rồi mà rể cô chưa có. À này rể quý đó. Con rể nói gì với mẹ vợ đi. Dạ con á thì được cái trời sinh con á là con không thích mấy cái đó. Dạ không hút thuốc, không cờ bạc, lâu lâu thì có đi nhậu xã giao với đối tác thôi. Chút đỉnh thì được. Dạ. Dạ vậy là hai gia đình coi như cũng ổn định rồi ha, cũng chịu rồi. Bây giờ không có một cái gì là không được hết trơn phải không? Chỉ cần là thật thà thôi đúng không? Ngoại hình là mập
ốm gầy béo cao thấp gì cũng được đúng không? Dạ anh thì cũng bình thường được rồi. Bình thường được phải không? Rồi coi, dễ tính quá. Trời ơi. Ăn thịt kho vịt mỗi ngày ha. Bỏ đi chị. Mình có không có cái mẫu người nói thiệt chứ đừng nói giống chị xấu được. Dạ nói chung là vừa vừa người được rồi chị. Vừa người rồi ha. Dạ. Cái điểm gì mà mình không thích ở cái người phụ nữ lắm? Cắt tóc ngắn. Dạ. Em cắt tóc ngắn được mà không thích phụ nữ cắt tóc ngắn là sao? Dạ tại phụ nữ cắt tóc ngắn thì em nghĩ nhìn nó nhìn hơi nam tính chút xíu. Không thích. Dạ. Tóc ngắn thôi. Dạ. Còn cái gì nữa không? Dạ không gì là hết rồi. Chỉ vậy thôi. Dạ. Vậy cũng dễ quá ha, đơn giản ghê. Đơn giản mà. Còn mai về cắt tóc nha em. Rồi để anh xem bên kia thế nào nha. Bạn tưởng tượng chàng trai bên kia thế nào? Em nghĩ chắc cũng giống giống em quá. Em xuống đường. Được. Dễ thương không? Dễ thương. Nào kéo màn lên. Rồi 2 phút thôi nha các bạn. Cố gắng tìm hiểu nhau để mà mình chạm ngõ được trái tim của nhau. Dễ thương lắm nha. Cố gắng nha. 2 phút bắt đầu. Ánh mắt sáng bừng lên mà mí nó không có lên nổi. Em không hòa tặng em. Đừng có kêu anh nha. Lộn nãy tôi kêu chị rồi qua đó kêu anh đi. Có 2 phút mà cười hoài đi. Trời đất ơi. Sao vậy? Bạn thấy mình thế nào? Cũng được, bình thường. Anh không có sao, tại nhà em mấy anh trai em cũng mập y chang vậy á. Mình mở chung với nhau cái tốn cơm lắm. Dạ không, người là em ăn ít. Tại vì ăn nhiều thì nó hấp thụ nhiều. Anh thấy em có vừa vừa người như anh nói không? Cũng vừa. Tuần thì anh làm việc bao nhiêu ngày? 5 ngày, thứ bảy chủ nhật thì anh đi tour. Là anh đi hướng dẫn viên du lịch luôn hả? Sau này có gì dẫn em đi chơi, em cũng muốn đi chơi lắm. Em muốn chơi thì anh cho em chơi đó. Vậy thường em ở nhà không à, ít đi. Nhưng mà tính em thì lại thích đi. Vậy đi nhé. Đi nhiều vậy mà mập vậy đó hả? Dạ, đi một chuyện, mập một chuyện chị. Dạ, hai chuyện không liên quan. Cảm nhận về nhau thế nào nói đi. Dạ, bạn nữ khá là xinh. Học với cái thân hình nhỏ nhắn của em. Quan niệm tình yêu thế nào? Theo em thì hai người á, nếu mà muốn bền lâu á thì thứ nhất là phải có biết quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Và đặc biệt là cái sự tin tưởng lẫn nhau. Còn anh thì nói chung anh đến chương trình này anh chỉ muốn tìm kiếm một người vợ biết quan tâm, biết lo lắng, chăm sóc cho gia đình, đặc biệt là chung thủy thôi. Em thì sống có trách nhiệm lắm. Còn sống thì cũng biết trên biết dưới, lễ phép. Nói chung là cũng tình cảm. Nói chung an tâm về điều đó không sao. Bấm liền đi anh ơi. Khỏi suy nghĩ lên. Từ từ chút xíu. Nhìn thẳng vào mắt nhau nói một câu nào đó. Nào, 2, 3. Mình bấm nha. Không. Ủa anh kêu nói sao không được mà. Đừng có nói cái vụ bấm. Nói sao nó tình cảm mới vô coi. Có một cái em đứng trước bạn nữ em run lắm. Đâu có đứng em ngồi mà. Dạ. Nói đi. Tình cảm vô coi, nhìn thẳng vô mắt bạn kìa. 2, 3. Hứa sao cho ta yên tâm đi rồi ta bấm. Em muốn một người chồng thế nào? Dạ thì nếu mà chồng thì em chỉ biết là biết lo lắng, quan tâm đến gia đình, biết đối xử tốt với gia đình hai bên thôi. Được không? Cái đó em có dư. Có hứa với tôi chăm sóc người này không? Dạ có. Chăm sóc tới chừng nào? Tới khi nào mà anh Quyền Linh lấy vợ hai thôi. Trời đất ơi. Không, cũng được, tôi không bao giờ lấy vợ hai hết. Yên tâm. Rồi, nhớ nha. Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt, hứa. Nãy giờ quay nhiều lấy câu đó thôi đó. Dễ thương lắm á. Rung quá anh ơi. Gì đâu rung. Để tay nút bấm đi. Có má ngồi dưới đó nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Nó phải vậy chứ. Ơi. Chà, xứng dữ rồi nha. Nắm tay cái đi. Nắm tay nhau cái coi. Cười hoài, em cứ cúi mặt em cười biết. Nắm nhẹ anh rung. Em trai, em thấy sao? Tê tê chị ơi. Tê gì? Thì stress má dẫn đi xem phim đi. Má giật giật chị ơi. Dạ, má rủ xem, đi xem phim đi. Chứ không má đi theo á.
xin phép đi, nói gì đi. Dạ không, xem phim đi cái khác được không anh? Được thì cứ xin má đi, hỏi anh chi. Đây người có quyền đây nè. Dạ xin má cho phép con tối nay con dẫn bạn đi đập dịch. Thôi đi đập dịch. Đập dịch đâu buổi tối ông? Có. Không, làm sen có chị, em nghiên cứu rồi. Dạ. Kiểu từ thầy cái vào nha. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Thầy có duyên lắm chứ bộ. Nắm tay, nắm tay. Nữa hả? Nữa hả? Rồi, dắt đi đập dịch đi. Đi. Cái gì có? Có luôn. Thiệt không? Dạ thật em. Anh bên anh nghe anh cười nè. Hả mà. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị ạ. Rồi, chào bạn. Bạn tên là gì? Là em là Hà. Hà năm nay bao nhiêu tuổi, quê ở đâu nè? Em năm nay 29 tuổi, em quê ở Thanh Hóa. Rồi, mình đợi bạn trai của mình nha. Mời bạn trai. Rồi, chào bạn. Chào quán cả các trường quay. Em chị gái Quách Tường ạ. Chào bạn. Dạ. Bên kia là Hà, quê ở Thanh Hóa. Dạ, em tên là Doãn Tân, em ở Nghệ An ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. Em đang làm kỹ thuật cho một công ty chuyên quản lý về tòa nhà. Kỹ thuật là cụ thể là gì bạn? Bảo trì hệ thống máy móc, điện, lạnh, nước. Từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? 8 năm rồi. Bạn ở với ai trong thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em ở một mình ạ. Còn bạn gái mình vào đây lâu chưa? Dạ em vào Sài Gòn được 10 năm rồi. Mình ở với ai? Hiện tại em ở một mình ạ. Thế, mình nói rõ hơn một chút xíu về công việc của mình. Tại em là kỹ sư trang thiết bị y tế cho một bệnh viện ở Bình Dương. Cụ thể là mình làm gì? Em là mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa. Về dịch vụ y tế? Không, trang thiết bị y tế. Trang thiết bị y tế. Vâng ạ. Hai bên cũng giống như kỹ sư vậy đó hả? Dạ. Có vẻ khô khan quá không? Dạ đúng rồi, nghề này khá là khô khan. Thì những lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Em thường đi lòng vòng và đi nhà sách ấy chị. Hoặc là em thường học tiếng Anh lúc rảnh rỗi là nhiều. Học tiếng Anh? Dạ. Những lúc đi chơi là mình đi với ai? Thường đi với bạn hoặc là đi mình. Vậy hả? Dạ. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì chưa có, chỉ có thích một người nào đó thì có. 29 tuổi mà chưa có mối tình nào? Dạ. Có nắm tay hôn gì chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Thiệt không? Dạ thật. Anh mình anh nghe anh cười nè. Ủa mà sao ngộ vậy? 29 tuổi mà sao chưa có? Sao? Có thể tại vì em hơi mạnh mẽ nên là các bạn nam có thể hơi ngại khi... Thì mình cứu người ta. Cứu người ta thì có thể không phải là cách của em. Bạn có khao khát có một mối tình không? Dạ có. Bây giờ mình muốn kết hôn chưa hay là mình tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ là em phải tìm hiểu sẽ kết hôn nè. Bao lâu? Khoảng 1-2 năm gì đó. 1-2 năm. Ở gia đình có hối lập gia đình chưa? Dạ có, bố mẹ có hối. Rồi bạn trai, bạn nghe cô gái khi chưa có mối tình nào mình cảm giác sao? Em thấy cũng lạ, 29 tuổi chưa có mối tình. Lạ hả? Lạ. Lạ là lạ sao? Theo bạn thì bạn nó khó tính hay là sao? Chắc em nghĩ chắc bạn quá khó tính hay là bạn làm nghề giống là bên giống làm giống người giống đàn ông là kỹ sư, cái nghề nghiệp chắc giống khô khan quá. Còn bạn bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Lâu chưa? Dạ cách đây khoảng 7 năm. 7 năm qua một mình bạn? Dạ đúng là 7 năm qua mình em tại cái công việc với lại cái phấn đấu của em chưa nghĩ tới cái vấn đề lập gia đình, thành ra em sáng là ngủ dậy là vác cày đi, là chiều vác cày về thôi. Bây giờ đã muốn lập gia đình chưa? Dạ cũng đến thời điểm lập gia đình rồi chị. Nhưng mà 7 năm qua như vậy bạn có để ý một ai hay là có lưu luyến một ai không? Cũng có gặp một số người nhưng mà không có phù hợp với tính cách. Có vẻ bạn khó giống như cô bên kia. Đúng không? Có thể là vậy. Mong muốn một cái người đi chung con đường mình như thế nào? Không có bướng bỉnh quá, không có giống như thích cái gì làm cái đó, biết nấu ăn nấu nướng, bởi vì em biết nấu ăn thành ra em thích người phụ nữ như cái thế. Cái này dễ mà, thấy người dạ. Phụ nữ nào cũng có đức tính hết trơn á. Dạ. Còn gì khó nữa không? Anh nghĩ em còn nhiều điều kiện nữa. Chứ nếu như điều kiện nó đơn giản, phụ nữ dễ chịu. Không có lý do gì 7 năm mà không tìm được đúng không? Không, 7 năm qua là chưa nghĩ đến vấn đề đó, vấn đề là gia đình, công việc. Lo công việc, muốn lo cái gì đó sau có đầy đủ rồi em mới lo cho gia đình. À bây giờ có sự nghiệp chưa? Dạ, công việc thêm đó tạm thời là ổn định. Dạ. Nếu bây giờ lấy nhau thì khoảng bao lâu? Thì nếu nhanh thì 6 tháng, còn chậm hơn thì khoảng 1 năm sau em sẽ cưới. Nếu mình cũng chuẩn bị lớn tuổi rồi ha. Dạ, nói ngoài có kế hoạch rồi, có nhà cửa gì chưa bạn? Dạ em đã có nhà ở đây rồi chị. À, nhà riêng luôn ha. Dạ dạ. Mình ở với ai? Dạ em ở bên mình chị ơi. À vậy được, được rồi, để hỏi cô này. Mình có thể giới thiệu một chút xíu cho bên đó nghe về những điểm mạnh và điểm yếu của mình chẳng hạn. Em thì hòa đồng vui tính nhưng mà có thể hơi ít chia sẻ cái vấn đề suy nghĩ của mình nên là có thể sống hơi nội tâm. Nội tâm. Dạ. Điểm mạnh của em là em luôn luôn đúng giờ trong tất cả các cuộc hẹn, làm việc có thể hơi nguyên tắc và hơi cầu toàn trong công việc. Mình mong muốn một người đồng tương lai như thế nào? Dạ, trước tiên là phải thương em và phải biết quan tâm đến gia đình và phải có mục đích rõ ràng cho cuộc sống. Về
ngoại hình. Dạ, chị đừng có xấu quá và nên cao hơn em một chút xíu. Bạn có nhắm mình đáp ứng được không? Chắc có cái điểm cuối cùng là ngoại hình, thì ngoại hình em thuộc dạng xấu nhất họ. Đâu có xấu đâu, ngoại hình dạ. Được em mà. Thấy tự ti với bản thân em về cái ngoại hình. À. Dạ. Thành ra em không tự tin lắm với khi tiếp xúc với gọi là khác giới. Ừ, tức mình không tự tin nữa hả? Dạ, đúng rồi, không tự tin. Bạn đâu có gì đâu, đẹp trai mà. À? Anh là người đầu tiên khen em đẹp trai. Không thật sự mà. Đẹp trai quá thì không đẹp trai quá, nhưng mà đại khái là rất là ưa nhìn. Dạ. Nhẹ nhàng dễ thương mà. Chị thể thao chị? Cũng được. Đâu có gì đâu, bình thường. Cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m7 chị. Vấn đề do có lẽ là nhút nhát. 32 tuổi. Dạ. Có nhà cửa ổn định rồi, công việc ổn định, vậy là quá tốt rồi chứ. Em không thích cái điểm nào ở người phụ nữ? Bướng bỉnh quá. Thích gì làm nói, không cần suy nghĩ người khác như thế nào hết. Ngoại hình thì ngoại em thì có không cần suy nghĩ, bình thường thôi. Theo cái cảm tính, cái cảm giác của tôi là tôi thấy cặp này là xứng. Nếu mà xứng thì bao nhiêu lâu mình tiến tới hôn nhân được? Thì hôm nay mình nói là đó, khoảng từ nhanh thì 6 tháng, còn trẻ hơn thì 1 năm rồi. Tốt nhất là 1 năm sau là đúng hơn. 1 năm sau là đúng hơn ha, kể từ ngày hôm nay ha. Dạ, đúng rồi. Được, anh này được đó. Cái khoái nhất là cái vụ mà ổn định, có nhà cửa, công việc ổn định. Mình phụ nữ mình cần nhiêu đó thôi cho nó khỏe. Để anh coi đi. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Dễ thương ha. Ngạc nhiên ha. Ừ, rất là ngạc nhiên luôn á. Đúng là có thể tại vì em thường tập trung vào học tập và làm việc á, nên có thể chưa có thời gian để. Anh nghĩ chắc ở cơ quan em nhiều người đeo đuổi em lắm á chứ. Dạ không có. Kỳ. Sao kỳ ta, không lẽ cơ quan em không có người đàn ông? Dạ có, nhưng mà tại vì thường là lớn tuổi hơn ạ. Lớn tuổi hơn. Hoặc là nhỏ lớn tuổi hơn. Lớn chứ cũng thấy cũng đẹp chứ bộ. Dạ lớn nhiều, các bác có gia đình hết. Các bác không hả? Không dạ. Có là nhỏ không? Tại vì em làm bệnh viện ở các bác. À, các bác không hả? Dạ. Rồi. Số 1 luôn. Bây giờ mình sẽ cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện trực tiếp với nhau xem là có hợp ý với nhau hay không nha. Vấn đề ở chỗ nè, em phải tìm ra cái chìa khóa để mở cái cánh cửa này. Anh nghĩ rằng đây là một cánh cửa rất là đẹp. Ha. Kéo màn lên. Kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Dạ chào anh. Cảm ơn quà tặng mà. Bạn ghét nhất là đông cái gì? Về cơ bản em không thích con trai hút thuốc. Không ngửi được mùi thuốc lá. Dạ. Con nhậu thì có thể được vì ai cũng nhậu. Là người con trai nhanh nhậu quá, hoặc là nói chung là có tính định hót em không có thích. Nhìn mình có nhanh nhậu quá không? Hiện tại thì em chưa thấy. Tình yêu thế nào nói đi bạn. Trời ơi, gì mà gái dữ vậy? Cảm giác thế nào? Của người đối diện của mình. Bạn cười rất đẹp ạ. Cảm ơn anh. Cái gì vậy? Nhìn thẳng vào mắt bạn rung dữ lắm hả? Sao mà gì mà gồng cứng ngắc vậy? Thả dạ. Lỏng ra. Dạ em rung dữ lắm. Sao anh rung vậy? Anh cứ tự tin đi. Bạn đồng ý hay nói với mình nha. Hả? Có, không có hẹn. Em muốn hỏi biết thêm suy nghĩ của anh về người vợ trong gia đình tương lai, phải có cái yêu cầu gì đặc biệt không? Mình rất thích người phụ nữ là có cái khoảng thời gian không dành cho gia đình, biết nấu nướng. Thường thì mình đi làm rất chiều tối, mình mắc mong là người phụ nữ biết nấu ăn về chiều tối. Vậy anh có thích một người vợ mà có quá nhiều tham vọng trong công việc không? Chưa chắc bạn đã tham vọng bằng mình, thành ra mình cũng thích như đó. Quan niệm về hôn nhân như thế nào? Nếu mà mình hẹn hò với nhau 6 tháng sau có thể cưới nhau được không? Cái đó phải xem là mình có hợp với tính cách của nhau hay không đã. Em nghĩ là như vậy. Có một câu gì thật là tình cảm hả bạn trai? Tại em đang kỹ thuật rất khô khan, thành ra để nói từ lãng mạn thì giờ tự nhiên em không có thể không giải xuyến ra được. Và giống thì như... bây giờ suy nghĩ đi đó. Trước một người con gái xinh đẹp thế, mình nói một câu gì thật tình cảm lãng mạn được mà. Không có bỏ qua đi anh. Ráng chịu anh nha. Để bạn gái nói đi. Dạ thôi em không có bỏ qua anh. Cảm nhận của hai bạn khi lần đầu tiên gặp mặt nhau như thế nào? Em thấy có thể muốn biết tìm hiểu nhiều hơn về anh. Mình cũng giống như bạn, mình cũng mong là được tìm hiểu thêm về bạn rất nhiều nữa. Hết thời gian. Chán hai cái ông này quá. Về phải bên đọc nào sách tình yêu cho nó nhiều vô. Đọc ngôn tình à? Nhiều vô. Em chỉ hay đọc sách kỹ thuật chứ còn tình yêu thì hơi đấy, thành ra nó hơi khô khan đấy. Sau này khi mà người ta lấy nhau về phải có những cái lời tình cảm chút xíu ha, chứ không lẽ về nói em ơi em giống cái máy quá, cái máy mình làm bảo trì cho thì nó kỳ cũng khô khan quá đúng không? Hy vọng là hai người sẽ bảo trì lẫn nhau. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3
ngọt ngào thì không có ngọt ngào ha, bấm nút thì lẹ lắm, hai bên lẹ như nhau, ba cái bật bật liền. Mình có thể cầm tay nhau, mình nói không được, mình truyền cảm xúc qua nhau, truyền điện qua nhau. Nắm chặt vô, đừng bóp tay ta đau quá nha. Mấy năm nay em đi cầm kèm với bước tiếp bước kè với bố không, hôm nay cầm tới con gái đó. Rồi mày và rất rung. Rung lắm hả? Em cảm nhận như thế nào? Em hơi rung. Em cũng rung luôn. Dạ. Thấy có miếng điện nào truyền truyền qua không? Có sẹt 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 gì chưa? Chắc đang tê tê quá. Có một ít à? Có một ít à ha. Như vậy là được rồi. Đây, chiếc vé xem phim. Chúc các bạn thật hạnh phúc nha. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelux. Chúc hai bạn có những không gian để mà tìm hiểu nhau, dành cho nhau những lời ngọt ngào hơn. Dạ, cảm ơn chị. Và đó là lý do em không công khai. Dạ. Em nghĩ là có khi nào là vì nó như vậy không? Dạ không. Em chắc chắn không phải. Hơi cục xúc. Cục xúc là giống như cục xúc xích thôi. Hay là cục xúc sắc? Em ăn cơm chưa? Sao giống cục xúc giống bên này? Sao 8 năm mà chia tay? Em yêu đơn phương. Em yêu đơn phương. Cái gì trời? Em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ. Mối tình đầu người ta kêu em là mối tình khó quên. Sâu đậm nhất mà làm em nhớ tới giờ. Chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu. Em còn hơi hoang mang. Dạ, nhiều điểm. Một người tử tế. Cố gắng xuất hiện nhanh nhất có thể. Hôm nay mình có hai món quà tặng cho mọi bạn một món. Mẹ lên. Rồi, rồi. Cảm ơn anh. Được rồi, được rồi. Câu đó mới đúng là em đó. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rợt 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Xin mời hai chàng trai của chương trình bước lên sân khấu. Đàn trai đã đủ rồi, thì đàn gái còn thiếu gì nữa? Mời hai cô gái của nhà mình nè. Tường ơi, ở bên đây có hai bông hoa đang đua sắc rất là rực rỡ nha chị Tường. Bên đây có hai chàng trai đang đi ngắm hoa và chuẩn bị trực chờ hái hoa bắt hương. Ủa gì căng quá vậy? Trước tiên chúng ta hãy giới thiệu những thông tin cá nhân của mình. Dạ em xin chào hai bạn nữ ở bên kia. Em chào chị Cát Tường và em chào anh Đạt. Em tên là Lê Văn Tiên. Hiện tại công việc của em là đang bán hàng kinh doanh và cũng làm diễn viên. Kinh doanh cái gì cưng? Dạ hiện tại thì em đang kinh doanh về mặt hàng đĩa game. Đĩa game. Và làm máy chơi game. Là mình làm chủ hả cưng? Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ chị cô gái áo đỏ nè. Lời đầu tiên cho em gọi lời chào đến các anh ekip khán giả và hai anh bên kia, lời chào trân trọng nhất ạ. Em tên là Nguyễn Thị Hà My, sinh năm 1997 và hiện tại nghề nghiệp của em là đang là ca sĩ cover tự do. Thế hôm nay em đi tham gia chương trình là em đi với ai vậy My? Dạ em đi với em trai của em ạ. Trai. À, đó. Okay. Anh nhìn thấy ôi, đó thấy nhìn em trai là biết bà chị đẹp gái cỡ nào rồi nha. Dạ, Tiên dạ. Em đi với ai Tiên? Dạ em cũng đi với em trai nhưng mà là em họ. Được ha. Chà. Rồi bây giờ chàng trai ngồi ở ghế màu xanh hãy dạ. Giới thiệu đi em. Lần đầu tiên cho em gửi lời chào tới chị Cát Tường cũng như là anh Hứa Minh Đạt ạ. Và hai bạn nữ bên kia. Em là Thành Nguyên. Thì hiện tại em là nhân viên văn phòng thuộc mạng kinh doanh ạ. Thì năm nay em 25 tuổi. Đến tham gia chương trình với ai cưng? Dạ em đến chương trình với anh đồng nghiệp ạ. Rồi chào đồng bạn nghiệp. Được. Sao nè, cô bé rất là cá tính. Lời đầu tiên thì em xin chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường, ba bạn cùng chơi và các tất cả các khán giả. Em tên là Quỳnh Trang, em sinh năm 98 và hiện tại em đang là một nhân viên văn phòng. Thiệt, bên đây rất là cá tính. Tiếp xúc lần đầu tiên em tiếp xúc với một cô gái mà có cá tính mạnh như vậy á. Gì vậy, hít thở đi em. Em cũng hơi bị ngợp á Tường. Hít thở. À, bên kia cũng hít thở đi nha. Hôm nay cô đi đến tham gia chương trình với ai? Em đi với ai? Dạ, em đi với em gái em. Đó, một cô bé cũng rất cá tính luôn ở nha. Theo như lời miêu tả của anh Hứa Minh Đạt là rất là cá tính ha. Cá tính mạnh rất là ghê gớm. Cho nên chị muốn hỏi em trước, thế thì cá tính của em là cái gì? Khúc này là em phải đía đía liền. Ngon à. Không biết là bên kia bạn có đam mê mô tô không ạ?
Bởi vì em thấy là một người phụ nữ thì họ sẽ đam mê mô tô, một chút cá tính đó. Thì em thích một người có sở thích chung, sở thích với em. Nếu mà em có tiền thì em nghĩ em vẫn sẽ mua mô tô, chứ em không mua ô tô. Vậy là hiểu rồi ha. Dạ. Hay cá tính chưa? Được chưa? Mình thích mô tô. Thì điểm mạnh của em á, mọi thứ em có thể làm được. Về cái nhược điểm em thì em hát hơi dở. Về sức khỏe, về tập gym, hoặc là thể thao, nấu ăn, việc nhà. Mình có cái tật xấu gì không? Em hay chọc mấy bạn trêu lắm, quá nhây, nên nhiều khi mấy bạn cũng khó khơi quạ với em. Đây là Trang, nãy giờ nghe không? Dạ. Vậy em mới khoe sở trường của mình đi nè. Thì em biết chụp ảnh. Chụp ảnh? Em cũng biết nấu ăn, em cũng hay tự lập. Em cũng hay tự lập, là đôi khi em tự lập và đôi khi em yếu đuối hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà em tự lập thì lúc có lúc không. Tức là em sẽ không làm được việc nhiều việc một mình, nhưng mà nhiều việc thì em vẫn làm được một mình. Ví dụ như cái gì là em làm được một mình và cái gì thì em không làm được một mình? Dạ, ví dụ những việc cá nhân của em, sinh hoạt cá nhân thì em làm được một mình. Còn những việc như ví dụ như là giải trí đi hay là đi du lịch đi thì bình thường mọi người sẽ đi một mình hay gì đó, nhưng mà em không bao giờ đi được một mình. Em cảm thấy cô đơn. Vậy là em đã biết được là bây giờ cặp bồ không thể nào một mình được. Sao nói chuyện nó quề chất vậy? Thì bởi vậy cá tính mà chị. Vậy đôi là khi cá tính, tính người ta nói chuyện như vậy để cho đối phương người ta hiểu như thế nào đó, người ta bắt nhịp chớ chị. Còn điểm yếu nè. Điểm yếu thì em hơi cục xúc. Cục xúc là giống như cục xúc xích không? Hay là cục xúc sắc? Khi mà lời nói ra nó hơi bị cục á. Giống như là em cọc tính, em ăn nói bộc trực. Em không cọc tính lắm. Không có phải, ông này không có hiểu, để tôi giải thích nha. Cục xúc có nghĩa là người miền Trung người ta nói như là cục giác hòn á. Ủa chưa nghe từ đó luôn hả? Có nghĩa là nói cái gì nó cục cục ngắn, nó không có văn chương, nó không có hoa mỹ. Nó cục lủng vậy. Nó cục lủng đó, gọi là đúng cục xúc. Dạ, là đúng vậy rồi đó. Cá tính ha, đẹp gái dễ thương ha. Thiệt mà. Đáng lẽ chưa qua coi cho bà, tại vì giải thích rồi thẳng sẵn coi luôn. Ấn tượng á, cá tính á. Được. Sẵn chi đĩa đây luôn coi. Điều. Đó. Hello em. Wow, được nha. Bữa nay nhà gái ổn á. Ổn là gì? Chị phải tết kỹ hai chàng trai bên đây mới được. Thấy bên nhà trai cũng ổn quá ổn. Cứ bình tĩnh. Dạ dạ. Giờ quay lại với chàng trai ở ghế màu đỏ nha. Ghế màu đỏ này nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Thì điểm mạnh của em làm được mấy cái liên quan tới nghệ thuật một chút. Còn về điểm yếu của em thì em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ. Nó giống như là một cái căn bệnh gọi là ám ảnh cưỡng chế đó, chị biết không? Là bị kỹ quá à, em. Cấp độ mấy, cấp độ mấy? Em là so với người bình thường thì hơn một tí. Là về vấn đề vệ sinh hay gì? Dạ đúng rồi, về vệ sinh. Ví dụ như là nhà cửa là em thích nó sạch. Với lại em cũng hay thức khuya chơi game rồi lướt Facebook. Thông thường mấy giờ mới ngủ? Thường thường thì là 2 giờ. Trời ơi trễ quá vậy, rồi mai mấy giờ dậy? 7:30 là dậy rồi. Nó có khỏe không? Khỏe thì khỏe, thì vẫn khỏe. Sao biết khỏe? Thì vì một ngày em làm việc rất là nhiều. Em bán đĩa cho người ta hả? Em bán đĩa đâu có gì đâu hao tốn. Em phải đi giao cho người ta nữa. Với lại cũng hay đi thể thao, thể dục thể thao. Mong manh như lá cỏ quá. Dạ mong manh nhưng mà được cái có thể lực. Dạ. Tới cô gái ghế đỏ bên đây nè, nói về sở trường sở đoản đồ. Sở trường của em là hát rồi. Hát rồi anh biết mà. Ngoài ra thì em còn nấu ăn cũng, em cũng hay sạch sẽ gọn gàng. Sạch sẽ gọn gàng. Em cũng không thích người bừa bộn. Mình có cái tật xấu gì không em? Dạ tật xấu của em là cũng thức khuya giống. Trời ơi em thức khuya làm gì? Đôi khi kiểu cũng đi hát như về khuya á chị, ăn trễ rồi xong cũng đi chơi trễ. Là khoảng bao nhiêu giờ thì em ngủ? Tầm 2-3 giờ. Lại trùng khớp nữa. Trùng khớp dữ vậy trời. Bây giờ Tiên thì em nghĩ là tại sao em ế? Cái vấn đề đầu tiên đó là về tài chính. Em mới buôn bán kinh doanh mới đây thôi. Chính vì vậy nên bây giờ em mới quyết định là tham gia chương trình. Còn trước đó thì cũng có một vài mối tình. Nhưng mà cũng có một mối tình ở trong sân khấu. Cùng sân khấu thì cũng yêu được một năm. Yêu nhau được một năm mà tại sao phải chia tay em? Thì lúc đầu thì cảm thấy là vui. Nhưng mà sau này thì cảm thấy là xa vời về gia đình nữa. Buổi này các bạn trai nó cũng hơi yếu yếu á. Dạ. Mà chị thấy em nó cũng không có được mạnh á. Dạ. Em nghĩ là có khi nào là vì nó như vậy không? Dạ không. Em chắc chắn là không phải. Dạ. Chắc chắn không phải. Dạ. Em biết chị hỏi gì không? Có nhiều bạn nữ cũng hay hỏi em mà. À vậy luôn hả? Hỏi về cái giới tính của em. Giới tính hả? Của em. Rồi dạ. Em trả lời làm sao? Dạ em thì em trả lời thẳng là em thích con gái. Em thích con gái. Dạ. Rồi. Ok. Bây giờ tới em nè, giờ em nói giọng dạc lên. Tôi có bao nhiêu cuộc tình rồi nè, phải nói lớn lên. Em có 3 cuộc tình rồi ạ. Bắt đầu liệt kê.
Cuộc tình đầu tiên là cuộc tình sâu đậm nhất và làm em nhớ tới giờ. Còn lại hai mối tình kia quen được một tháng, tìm hiểu mà không hợp thì em chia tay thôi. Sâu đậm sao chia tay? Lúc đó thì cũng mình cũng còn nhỏ, tính tình mình ngang bướng. Lúc đó là bao nhiêu tuổi? Giờ 18 tuổi. 18, bây giờ là nhiêu? Dạ bây giờ là 25. Giờ em với bạn đó cũng là bạn bè. Nguyên thì sao? Em chạy qua hai mối tình rồi. Tình đầu của em năm 18 tuổi, 3 năm. 3 năm. Nhưng mà mối tình đầu tiên thì có công khai và mối tình thứ hai thì em không công khai. Tại sao không công khai? Nhất là em quen một bạn đó lớn tuổi hơn em, 2 tuổi. Ủa lớn 2 tuổi rồi sợ không công khai? Và bạn đó có đã có gia đình. Đã có gia đình là lúc quen em là đang có gia đình luôn. Bạn đó ly dị rồi chị, và có một người con rồi. Và đó là lý do em không công khai. Ý là bạn nó không muốn công khai, bởi vì nhất là hai người em với bạn nó chỉ là mất tìm hiểu nhau. Trên tình bạn dưới tình yêu, không phải tình thù. Mối tình đầu người ta kêu hay là mối tình khó quên. Thì em bởi vì hai bạn đó bằng tuổi nhau và mọi thứ đều tương đồng nhau. Ủa vậy là cái mối tình đầu của em cũng lớn hơn em 2 tuổi luôn? Dạ đúng rồi. Có những cái khoảng thời gian như là những cái hành động yêu đút nhau thì em hay nhắc đến người yêu cũ. Cái cô ta giận. Hay nhắc tới người yêu cũ. Dạ đúng rồi. Chưa có kinh nghiệm nên bạn đó giận. Bởi nhất là mối tình đầu tiên của em á chị, thì bạn đó cho em rất là nhiều thứ, dạy cho em biết cái nào là yêu. Nhưng mà cổ quên dạy cho em là đừng bao giờ nhắc cái người phụ nữ này trước mặt người phụ nữ kia. Dạ đúng rồi. Bữa nay chị dạy luôn nhớ nha. Chuyện tình yêu em sao? Em cũng có 3 mối tình. Chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu. Hơi nhạt mà 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là 8 năm. Trời ơi. Trời cả một dừa muối á trời. Mối tình 8 năm mà bà kêu là nhạt. Nhạt ở đâu vậy? Dạ bây giờ mới nhạt nè. Sao 8 năm mà chia tay? Em yêu đơn phương. Em yêu đơn phương. Cái gì trời? Trời ơi. Cô làm tôi choáng nha. Trời. Cô làm tôi sốc nha. Có thể nào cho biết được cái tên mà em yêu đơn phương là bạn của em, bạn học. Bạn đúng mà nó nghe nè. Rồi 8 năm đó là em có thổ lộ tình cảm với anh đó không? Dạ không, tới bây giờ bạn vẫn chưa biết. Nhưng mà sau 8 năm là em quyết định chấm dứt. Rồi quyết định sớm trời, tự yêu xong tự chấm dứt, tự chia tay. Nhưng luôn tại sao em mạnh mẽ vậy, em cá tính như vậy mà em không nói cho anh ta biết? Em cũng thấy làm bạn thì bền hơn. Em thấy ổn không? Thấy ổn không? Không. Em thấy hơi hoang mang anh ơi. Hơi hoang mang, em đừng làm cho bạn hoang mang. Mối tình thứ hai là đại học. Bao nhiêu năm? Một năm, nhưng mà chắc là do em nhạt quá nên bạn bỏ em. Em là một người yêu rất là nhẹ nhàng á, em không phải là yêu kiểu cháy bỏng, nồng nàn. Rồi, mối ba là cũng gần đây, nhưng mà em cũng yêu đơn phương. Nữa hả? Nữa hả? Cho cô bé này thần tượng Lam Trường quá vậy. Tình đơn phương hoài luôn á. Trời đất ơi, người ta biết không? Dạ em tỏ tình nhưng mà người ta từ chối. Sao Nguyên, Nguyên, nãy giờ em nghe ba mối tình của cổ, em có cảm xúc như thế nào Nguyên? Em cũng hơi hoang mang. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân một chút xíu đi. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Đạt. Nãy giờ em ngồi ở đây em thấy hai bạn nữ ở đây, điều đầu tiên đó là hai bạn rất là dễ thương. Em ấn tượng với bạn ngồi ghế màu đỏ. Thì bạn đó có cái giọng nói rất là hay, lôi cuốn. Bạn đó cùng làm nghệ thuật chung với người anh của em. Thì em nghĩ cái điều này nó sẽ dễ có cái cảm xúc đồng cảm với nhau hơn, dễ dẫn đến tình yêu hơn. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt. Em làm cùng phòng kinh doanh với bạn Nguyên. Thì em thấy hai bạn nữ hôm nay cũng dễ thương. Bạn nào cũng có cái cá tính riêng hết. Nếu cảm thấy hợp á thì có thể cho nhau cơ hội. Theo gì em khuyên bạn Nguyên là chọn bạn dạ, nào? Dạ theo em như bạn Nguyên á thì em chọn bạn ghế màu xanh. Chọn bạn ghế màu xanh. Dạ chứ bạn Nguyên với bạn ghế màu đỏ em thấy không hợp lắm. Đàn trai đã lên tiếng rồi thì đàn gái mình rụt rè làm gì? Xin phép được chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường và tất cả khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Anh ghế đỏ là hợp với chị của em. Mỗi khi mà đàn gái chia sẻ cái gì thì anh hay chú ý lắng nghe. Thì em thấy là anh hợp với chị em. Rồi mời em gái còn lại. Dạ em xin gửi lời chào tới anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường, ba người chơi và khán giả ở trường quay ạ. Nãy giờ mọi người nghe là chị em kiểu rất là cá tính. Với chị em thì thực ra là vẫn là một người con gái cần được bảo vệ, yêu thương rất là ngọt ngào. Nên là em hy vọng là ở chương trình chị sẽ tìm được một người phù hợp. Em nghĩ là ai sẽ phù hợp với chị của em? Dạ, nếu mà dựa trên quan điểm của em thì em nghĩ là anh ghế xanh. Tiên thích mẫu người, bạn gái thế nào? Để anh đứng đây anh coi nè. Dạ, em thì em thích
gái nhìn sạch sẽ. Có nha, người ta sạch sẽ nha. Tóc dài thì càng tốt, tại vì tóc dài cảm giác được người ta dịu dàng. Có nha, nhưng mà người ta quấn lên nha. Kiệm lời một chút. Mấy bạn trẻ bây giờ như là ca sĩ nữa, người ta thí dụ như đi hát ra mặt hay là lòi cái ngực chút gì, người ta thích xăm đây miếng hay là xăm đây miếng hay chỗ này. Ca sĩ mà, dạ em phải thông cảm cho người ta. Ví dụ như bạn ấy hát xong, em đón bạn ấy, ok em khoác cho bạn ấy một cái áo, chỉnh chu lái xe chở đi ăn. Đi ra đường mà nhiều thằng nhìn mình cũng thấy khó chịu. Vậy là cũng anh ấy cũng có gãn gãn. Em thích mẫu người phụ nữ mà kiệm lời đúng không? My à, em đừng nói gì hết, em hãy hát đi. Em đứng ở vị trí nè, gần hơn nè, đó. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duyên mình thơ em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn. Dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt anh khổ, ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biến đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muôn sầu. Vậy em hát nữa đi nè. Em hát nữa nè. Hát bài nữa đi nè. Bao ngày em ngóng trông, đã bao đêm dài lòng em ngóng trông. Ở nơi ấy, phía xa xa trùng mây, bao lời em hát lên, trái tim em dành trao đến anh. Người yêu ơi, em yêu riêng mình anh thôi. Hai cô gái đều có một giọng hát thiệt, nó quyến rũ quá Tường ơi. Thở đi hai đứa, thở. Mỗi người lý tưởng của ca sĩ là gì nè? Một người tử tế, biết suy nghĩ, biết quan tâm bạn gái nhiều. Theo em là tử tế là như thế nào, gọi là tử tế? Khi mà bạn tán tỉnh mình hay là mình là người yêu thì tất nhiên bạn phải tự tốt một xíu. Nhưng mà khi mà bạn tiếp xúc với bạn bè mình hay là với gia đình mình thì xem bạn đó có tử tế hay không á. Nhiều khi các bạn nữ chỉ thích mấy anh chàng trai quan tâm chăm sóc ngọt ngào với mình thôi, mà quay qua với người xung quanh trớt quớt là không có. Ta nói chuyện rất kiệm lời, gom hai chữ thôi, chỉ cần có được cái đó thôi là ổn nha. Được. Mà mẫu người lý tưởng tình đơn phương sao? Chỉ cần cao hơn em là được. Ừ. Em cao mét mấy? Em cao mét 53. Rồi, cao hơn em là được, mét 53 rưỡi. Trong showbiz thì em thích cái hình tượng của chị Cano. Chị Cano. Chị Cano. Trời, là bà chị mà. Chị biết Cano không? Hả? Chị Cano là một cặp bài trùng với lại Quỳnh Lập á. Sao thích ngộ vậy? Đấy. Còn cái tiêu chuẩn gì khác không? Chứ bên đây không có Cano rồi đó. Không có Cano rồi. Còn cái gì khác nữa không? Thực ra thương em là được. Nói vậy thôi chứ cô bé cũng kén lắm đó, chứ không phải đơn giản đâu. Nghe vậy chứ không phải vậy đâu nha Cơn. Nha. Cười tủm tỉm cái gì? Nãy giờ nghe rõ không? Dạ rồi. Mình cảm thấy mình thích người như thế nào? Mẫu người lý tưởng của mình ra sao? Nếu một người dạng vậy, biết suy nghĩ gia đình một tí là được rồi. Cái thời khắc quan trọng, trong mai bà mối sẽ mở cửa trái tim ra để cho các em có thêm một cái cơ hội nữa tương tác trực tiếp, rồi mình mới đưa ra quyết định. 2, 3. Mở cửa trái tim. Yeah. Cảm xúc như thế nào? Mời Tiên. Khi mà nhìn mở cánh cửa ra thì ánh mắt của em nhìn vô bàn áo trắng. Đầu tiên tại vì bạn là ghế đỏ. Áo hồng cưng ơi. À áo hồng. Mắt cưng có vấn đề rồi. Áo hồng. Choáng rồi. Là vì cùng là ghế đỏ, với lại ngay từ trong tư tưởng của em thì em vẫn xác định rồi, thì thấy bạn dễ thương. Ừ. Dạ. Nguyên. Dạ. Nhận xét cảm nhận đầu tiên như thế nào về nhau? Dạ thấy hai bạn rất là dễ thương ạ. Ừ. Mignon.
Mới đá lông nheo với bạn nào vậy? Đâu có đâu chị, em có đá với ai đâu. Mà hiện giờ đang rụng ràng không? Có xúc động không? Chị có thì tim đập hơi nhanh. Có hướng về một cái người nào cụ thể chưa hay đang còn hoang mang? Chưa chị, đang hoang mang lắm. Đang hoang mang? Dạ đúng rồi. Em đang hoang mang, chưa biết chọn ai luôn. Bây giờ tới đàn gái nè. Ấn tượng đầu tiên về bạn ghế đỏ thì nhìn bạn hơi rụt rè. Dạ, bạn ghế xanh thì em thấy nhìn bạn hiền. Hết rồi ạ. Không, tới riêng cưng ấy. Dạ, 10 điểm. 10 điểm cho ai vậy? Chị hả? Chị hả? Dạ không, bạn... Đây hả? Cười, phải rồi. Xí, để hỏi lại nè, nhiều khi người ta nói chuyện cục lũng á, 10 điểm trên mức thang điểm bao nhiêu nè? Thang điểm 11. 10 trên 11. Ngộ ha. Anh Tiên là bao nhiêu điểm? Trên thang điểm 11. Mình thẳng thắn cục xúc ngắn gọn đi em. Dạ 9 điểm. 9 điểm? 9. Cũng xích xào dữ ha. Xích xào á. Xích xào á. Chủ động đi các em, cơ hội không có đến nhiều đâu. Mình phải hỏi cho kỹ mình mới tìm hiểu được thông tin. Em ăn cơm chưa? Cũng được. Sao giống cục xúc giống bên này? Bắt đầu thấy đường tình yêu đi qua đường bao tử. Anh ơi, thấy có dĩa sushi. À, người ta rất là tinh tế. À. Có dĩa sushi. Mà hỏi ăn cơm chưa, sao hỏi thẳng ăn sushi chưa đi. Trả lời đi cưng. À, dạ chưa. Sao nữa? Chút nữa ăn sushi nha. Sushi của người ta đem theo mà. Như cái này đem tới là để cho anh ăn á. Đâu giờ đem luôn cho rồi đi. Anh ăn đi. Là cái này em chuẩn bị á hả? Đúng rồi, em chuẩn bị á. Vậy anh ăn ít rồi để. Anh cảm ơn nha. Là cái này là em chủ động để mà làm cho anh ghế đỏ ăn hay là tại anh xin ăn quá rồi em đem qua cho? Thì em chuẩn bị xong rồi ai ăn thì ăn. Ai ăn thì ăn, ai ăn ăn đi. Rồi bây giờ tới em hỏi nè, mà giờ em hỏi anh ghế xanh này ghế đỏ nè. Em cũng không biết hỏi gì hết trơn. Nếu mà em chưa hỏi thì thôi cho anh tặng cái này lại cho em. Chủ động đi đàn ông trai. Em đợi em nhận sushi em phải trả lại chứ. Dạ rồi em cảm ơn anh. Cái này anh không có nói là em mập giống heo đâu. Tại thấy nó dễ thương nên là tặng cho em thôi. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Cái thằng bé Tiên này lúc nãy chưa mở cửa trái tim, mình thấy nói chuyện cũng lãng mạn cũng được lắm, sao mở cửa ra nói chuyện sao nó chất quốc vậy trời. Ủa đòi lại luôn hả? Không, ủa em anh gói lại cho em. Anh. À. Rồi để đây. Rồi nói gì nữa, nói nhiêu đó thôi hả? Mới tới đó thôi, để suy nghĩ thêm. Thôi mệt quá dẹp hai này. Em văn phòng mình phải thể hiện đúng đó. Nay mình có hai món quà tặng cho mỗi bạn một mà. Mẹ lên. Rồi. Ủa. Cảm ơn anh. Chưa anh, chưa. Ôi. Ok, cảm ơn bạn. Nói gì đi. Nói xong rồi chị. Nói gì đâu. Kêu tặng người ta tặng quà cho em nè. Người ta tặng cho em cuốn sách nè. Là cái người này tặng không? Nè. Em lại em nói gì đi. Nói gì đi. Rùng quá không nói gì chị. Không phải nói chứ. Phải nói chứ. Bây giờ là thẳng mặt nè. Chứ không nói gì nhiều hết đó. Anh mở một trang đi. Mở một trang đi. Đó là lời em muốn nói với anh. Mẹ nói con trai không phải trắng tay, ít ra con còn có mặt để về nhà. Là sao em cũng hiểu chị ơi. Hôm nay em đến tham gia chương trình, em không bao giờ trắng tay. Ít ra hồi em về nhà gặp còn mẹ. Có cái gì đó em hốt về nhà. Hiểu không? Cho mẹ nữa. Người ta hơi phong thủy một chút, có nghĩa là một cái sự đó em cũng sợ mở ra, trúng câu nào đọc câu đó là ý nghĩa của nó là như vậy. Đúng không em gái? Dạ, em xin lỗi. Cảm ơn em nha. Em xin lỗi gì? Em xin lỗi để làm anh ăn ta là bằng một tí. Ăn ta là bằng. Ăn ta là bằng là gì? Lại cục xúc. Thực ra đây là một cuốn sách rất là đáng yêu. Có một số cái câu mà làm cho mình có thêm động lực. Chị hỏi em nè. Lần này muốn yêu đơn phương hay là muốn tỏ tình trước, hay là muốn để người ta tỏ tình mình? Em muốn tìm hiểu từ hai phía. Em muốn ai là người chủ động? Cả hai. Hai đứa chủ động đi. Dạ chị. Cho nắm tay coi. Đạt qua đây. Qua đây luôn hả? Hai bạn nắm tay nhau rồi. Chủ động đi. Chào chị, chưa tìm hiểu, chưa tìm không, hiểu. Bây giờ là cảm tay, xúc. Truyền cảm xúc. Cảm xúc phải có dòng điện. Mạnh mẽ lên em.
Rồi, nhìn vô mắt nói cảm xúc. Tay bạn hơi lạnh chị ơi. Lạnh. Nhìn nhìn bạn đi, 30 giây nhìn nhau rồi nói gì đó nói. Hỏi thăm. Thôi mình về chỗ đây tí, mình bấm nút sau nha. Ok. Bây giờ mình lãng mạn hơn nè. Nhẹ nhàng romantic hơn á chị. Romantic hơn nè. Một bên là diễn viên, một bên là ca sĩ nè. Anh ăn miếng này có tương ớt. Rồi sao nè, một cái sự tử tế. Cái miếng này cũng có tương ớt mà nhiều hơn. Tại em biết em thích tương ớt. Thấy chưa? Anh xúi vậy đó, để có gì hai đứa đau bụng chung. Người ta tự làm, bậy bạ. Rồi. Nắm tay. Anh để khoan, để nuốt là anh chưa nuốt mà. Thì người ta vừa nắm tay nhìn nhau nhai. Nghẹn sao vậy? Châu nắm tay luôn. Nhìn nhau ăn. Đúng rồi. Ăn sushi. Nhìn nhau 30 giây đi, mình nói chuyện được. Nắm tay còn hơi vụng về ha. Em có cần có một người chở em đi hát không? Cần. Anh từng chạy Grab, anh biết đường giỏi lắm. Duyên dáng quá trời. Ví dụ như em hát về trễ mà mệt quá, em muốn có anh ngay lúc đó thì anh có xuất hiện ngay được không? Anh tin tiên nhưng mà anh không phải là tiên. Không xuất hiện ngay được đâu, nhưng mà anh sẽ cố gắng xuất hiện nhanh nhất có thể. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy đủ rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm. Nếu như mà mình cảm thấy rằng là chương trình đã chọn cho mình cái người phù hợp thì mình bấm cái nút với cái màu ghế của mình. Nếu mình cảm thấy là mình thích cái người ở cái ghế màu đối diện hơn, mình có quyền bấm cái màu của cái ghế đối diện. Hoặc nếu chúng ta cảm thấy không rung động và không muốn bấm ai hết thì chúng ta có quyền không bấm nút. Xin quý vị khán giả cho một tràng pháo tay để chúng ta đến với khoảnh khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay. Khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 và 1. Hết giờ. Em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ. Mối tình đầu người ta kêu hay là mối tình khó quên. Sâu đậm nhất và làm em nhớ tới giờ. Chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu. Em ăn cơm chưa? Dạ, 10 điểm. Em cũng hơi hoang mang. Một người tử tế. Cố gắng xuất hiện nhanh nhất có thể. Trai của tôi có bên cúp điện. Cúp điện. Hai bên nhà trai và gái cũng đã nhìn thấy rồi. Chúng ta có một đôi thành công. Đó là cặp đôi ngồi ở ghế màu đỏ. Yeah. Trước tiên nắm tay nhau. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Vui khi mà bạn ấy cũng bấm nút lại. Dạ. Tại sao em không quyết định bấm nút? Bởi vì thứ nhất là em mến bạn đó nhưng mà chưa tình cảm nên là không muốn bấm nút. Nói một từ cục xúc đi cho nó xả ra nè. Tôn trọng. Tôn trọng. Cái đó từ quá nghiêm túc mà, đâu có gì đâu cục xúc. Em trưởng thành rồi đó. Vậy thì em sẽ nói từ khác. Được rồi, được rồi. Câu đó mới đúng là em đó. Người ta đã rõ ràng như vậy rồi. Mời thiệt tình. Và bây giờ thì chúng ta quay lại với cặp đôi đã thành công trong ngày hôm nay. Nắm tay đi các bạn và hãy tặng nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta về chung một đội. Wow. Tiên, chủ động lên em. Anh hôn nghe má em nha. Em chuẩn bị nha. Em chuẩn bị, tao báo rồi đó, tử tế lắm. Thôi nếu mà hồi hộp quá thì nhắm mắt lại đi. Lẹ lẹ đi anh. Dễ thương. Và
bây giờ thì chương trình sẽ gửi tặng cho các bạn chiếc điện thoại Realme thiết kế ấn tượng, pin khủng, sạc nhanh. Xin gửi tặng cho hai em. Trai của cặp đôi đầu tiên bước vào bên trong này, quý vị nhé. Xin chờ các tường chút xíu thôi. Đây, vô đây. Rồi, ngồi xuống đây. Rồi, hai bạn có thể tháo mặt nạ ra và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện. Rồi. Em gái giới thiệu trước đi nè. Em chào chị Cát Tường, em chào bạn cùng bàn. Em tên là Trang, 27 tuổi và em quê ở Gia Lai. Hiện tại thì em đang làm quản lý nhãn hàng tại công ty Sài Gòn Food. Em đang bán cháo tươi. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Phương, em quê ở Nghệ An, em 29 tuổi. Hiện nay em đang công tác tại công ty cổ phần sữa Việt Nam. Em học đại học ở Hà Nội, xong vào đây làm. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, đúng khá rồi. Là hài hước. Bây giờ thấy rất là tươi luôn. Còn điểm yếu của em có lẽ là kỹ tính quá, sạch sẽ. Trong công việc cũng như trong các mối quan hệ em cũng khá là kỹ. Nói chung là kỹ tính thì cũng tốt. Có những cái mình cũng phải du di. Chứ nếu như mình kỹ quá thì người xung quanh sẽ cảm thấy hơi khó. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em sống có trách nhiệm, em sống có tâm. Và em nghĩ là em sống rất là tình cảm, yêu gia đình. Điểm yếu thì em rất là giống bạn, là em cũng rất là hơi cầu toàn, hơi kỹ tính. Hai người này ở chung với nhau rồi ai chịu nổi đây, kỹ quá. Được cái là em có ưu điểm là em rất là hay lăn xả. Và em cũng thích nấu ăn, nhưng mà em không nghĩ là em không biết là người khác có thích món ăn em nấu hay không. Là mỗi người một khẩu vị, ăn được là được rồi. Về tình trường thì sao nè? Em có hai mối tình ạ. Tình đầu thì ngày xưa lúc học đại học, lúc vào đây em có quen một bạn nhưng mà cũng chia tay khá là lâu rồi. Lý do tại sao chia tay em nhớ không? Bạn nữ trẻ con quá. Cô ấy bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn em 6-7 tuổi ạ. Thế bây giờ bên đây nhỏ hơn 2 tuổi em thấy hợp lý. Nhỏ hơn 2 tuổi đúng không? Dạ em 27. 27, 2 tuổi được chưa? Dạ ok ạ. Ok phải không? Dạ. Còn em, tình trường mình như thế nào? Dạ tình trường của em thì em phải là ít ỏi lắm chị. Là em có một mối tình học trò năm lớp 11. Và từ đó đến giờ thì em hầu như em tập trung vào học hành và sự nghiệp á. Nên thành ra là em cũng có ít có hẹn hò. Kiểu vậy là chưa có mối tình nào chính thức hết hả? Dạ đúng rồi chị. Vậy ngày hôm nay em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Muốn một người là bạn nhìn rất là dễ mến, bạn cười lên có vẻ là rất là sáng sủa. Và còn về tính cách thì em hy vọng là bạn sẽ sống có bản lĩnh, có đam mê, sống rất là tình cảm là được ạ. Cái điều gì em không thích ở một người bạn trai? Bạn ấy sống không có trách nhiệm với gia đình hoặc là với bạn bè, với những người xung quanh. Thì cái đó là em không có mến một bạn như vậy. Trước hết là em chia sẻ là bản thân của em, em cũng khó khá duyên với những bạn tên Trang. Vậy là bạn cái cũ tên Trang luôn hả? Không, no. Quen rất là nhiều người tên Trang thôi. Em rất thích bạn nữ nói câu từ trách nhiệm. Bởi vì em cũng rất là thích cái từ đó. Em thì luôn tâm niệm là có trách nhiệm với gia đình bạn nữ. Yêu thương gia đình bạn nữ thì gia đình vợ của mình, tất nhiên là bạn nữ cũng người vợ của em cũng sẽ yêu thương trách nhiệm với gia đình nhà em thôi. Tốt, trước mắt là cũng có một cái điểm tương đồng. Dạ, chung. Điều nào em không thích ở người bạn gái? Trẻ con. Nhưng mà chắc bạn nữ nói vậy thì không trẻ con đâu. Một chút xíu nữa, nhưng khi mà Tường kéo cái cửa ra tim này ra, hai bạn sẽ có thời gian trò chuyện trực tiếp thì mình sẽ hiểu hơn. Rồi hôm nay cái này là cái gì đây? Đây là em có chuẩn bị mấy tấm hình giới thiệu với bạn nữ, gia đình của em. Gia đình em thì có 4 người. Dạ em cũng có mang tới những tấm hình là bạn bè và đồng nghiệp cũng như là gia đình em. Này giờ cho chàng trai đoán thử có biết em là ai không ha? Được không? Tấm này phải không? Dạ. Giờ đoán ra kiếm ra em phải không? Để chị kiếm trước ra không đó nha. Chắc xác suất chắc sai. Đoán đi em. Bây giờ em hình dung bạn bên kia như thế nào, em đoán thử đi. Tất cả các bạn đều xinh. Con gái Gia Lai thì thường sẽ là rất là trắng. Nhưng mà đây hình này hình ai cũng trắng. Ai cũng trắng cả. Như em đi, em chọn thì em chọn ai? Sai rồi làm chị ơi. Thôi giờ chị em chọn, mình chỉ coi thôi. Chị hứa không cho mình chị coi đâu. Rồi đây cận vô để em mốt về bên Mỹ phát chương trình bên kia coi gu của em ấy. Cho em muốn hỏi là bạn em chọn một bạn mà trong đó là gầy hoặc là hay là hơi mập tròn tròn dễ thương à? Ôi một chút xíu nữa rồi mình em mốt về nó xem chương trình rồi mới biết được, chứ bây giờ khó nói lắm. Rất may mắn là bạn ấy không có chọn cô dâu. Và bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim để cho hai bạn nhìn thấy nhau. Hãy nhìn đi xem lựa chọn của em có đúng hay không.
Còn bạn nữ thì hãy về xem lại tập này. Bang. Chào anh. Em có đúng như mong đợi của anh không anh? Hơn cả mong đợi em ạ. Rồi hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau đi. Chào em. Dạ hello anh. Dạ, anh là Phương. Dạ. Hiện tại em ở đâu? Còn đang ở quận 8, còn anh đang ở đâu ạ? Anh ở Thủ Đức. Vậy là hơi xa đó anh. Xa vì ngại ngăn sông cách núi chứ không ngại vì lòng người ngại núi ngăn sông. Em nghĩ cái tầm một tiếng cũng gọi là cũng nhanh dữ lắm á anh. Dạ. Gia Lai là thường là người ta sẽ gốc ở đâu đến đúng không? Em là gốc ở miền Bắc, Hải Dương. Hiểu lò quá, mới kéo ra là coi như không có bà Mai này ngồi chính giữa luôn rồi. Bây giờ nè, cảm nhận đầu tiên khi hai bạn nhìn thấy nhau như thế nào? Nói thật, cảm xúc đầu tiên là chưa tâm sự. Thực ra thì em cũng bất ngờ. Em chỉ nghĩ giống như là một bạn sẽ hơi mộc mộc tròn tròn hơn anh. Ý là tròn hơn anh một chút. Tại vì cái gu của em nó sẽ là hơi tròn tròn, kiểu dễ thương á. Vậy thì về chắc ăn cơm của em nấu thì sẽ tròn hơn á. Em không nghĩ là anh có thể ăn cơm của em nấu. Ăn cơm của em nấu là khi nào mình bấm nút hẹn hò mình mới có cơ hội. Còn bây giờ chúng ta có thể ăn cơm tại nhà hàng này. Yeah. Nhà hàng Coco Echibania. Bây giờ chị Tường sẽ đưa thực đơn cho hai bạn chọn món rồi chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện nha. Rồi, mời hai bạn chọn món ăn đi. Em thích món gì? Dạ em thích đồ chay một xíu. Em thích cà ri, cà tím, rau củ bỏ xôi. Còn anh thì sao ạ? Anh thì thích ăn hải sản. Em chọn cà ri tôm chiên. Rồi chị sẽ gọi giùm cho hai bạn. Rồi em chờ, trong ít phút nữa sẽ có đồ ăn ngay. Và giờ không biết cái bó hoa để trước mặt mình để làm gì ta. Chắc tặng chị Tường quá. Thấy người tình trong mộng bất ngờ quên tặng luôn. Tặng em à? Em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ đúng hoa em thích luôn. Phải không? Phải không? Sống là có tính cách một xíu chị. Hướng với bầu trời vậy đó. Rồi. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Thì em hy vọng là anh sẽ đừng bao giờ đi ăn một mình. Anh với lại gia đình hoặc là bạn bè hoặc là với người trong vòng của anh ha. Cảm ơn em. Đi ăn với em. Anh đừng bao giờ đi một mình. Anh hãy đi ăn với em. Ước mơ nhỏ bé của anh thôi là anh thích có một ngôi nhà nhỏ ở trên Tây Nguyên ấy. Dạ. Trồng rau, nuôi gà, thỉnh thoảng sáng sớm làm một ly cà phê. Khoan có nghe anh dịu ngọt mà ngã siêu nha. Dạ, anh kỹ tính là rất là khó đó, em phải hỏi thử coi. Là anh có gia trưởng không ha? Thực ra thì theo anh ấy, người đàn ông phải cần có một cái sự quyết đoán. Quyết đoán quá thì theo anh là gia trưởng. Quyết đoán nhưng mà mình có hỏi ý kiến của vợ mình, của gia đình, của người khác thì anh nghĩ là gọi là quyết đoán thôi, không gọi là gia trưởng. Gật liền nha. Tự tìm hiểu nha, mốt đừng đổ thừa chị Cát Tường nha. Mình có làm dâu không em? Thực ra thì em vào đây 6 năm, em cũng có một căn hộ nhỏ trong này rồi. Tại đó là một mình, thiếu bàn tay phụ nữ nữa thôi. Với anh thì phụ nữ là để yêu thương. Dạ. Phụ nữ cứ toàn quyền quyết định. Phụ nữ phụ nữ toàn quyền quyết định nhưng mình phải chủ động chứ. Con cái thì như thế nào? Anh tuy là con đầu nhưng mà may mắn là có hai anh em trai. Nên là anh thì anh rất là thích con gái. Nên là anh bảo mẹ anh là thôi sau này mà cứ con đẻ con gái không thôi. Còn đích tôn thì có em thằng em trai lo. Trời ơi, chủ thằng em trai nó cũng đẻ con gái luôn rồi sao? Con gái lại càng có giá nữa. Rồi thế kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Thứ nhất là anh sẽ không bao giờ để người vợ ở nhà đâu. Anh sẽ để người vợ đi làm. Dạ. Chỉ đủ tiền son phấn thôi cũng được nữa. Dạ. Đấy, đi làm với vui vẻ con người sẽ nhanh nhẹn ra. Tiền nong thì anh sẽ không bao giờ giữ. Nhưng mà anh nghĩ sao nếu mà bạn nữ đó bạn rất là thế kiểu đi du lịch nhiều hoặc đi công tác nhiều hoặc là có một chút xíu gì đó là ăn chơi thì anh nghĩ sao anh? Chưa gì nghe tao ăn trời rồi hả? Là cũng rất là thích tìm hiểu giống như là ăn uống tại nhiều tỉnh khác nhau hoặc là chúng ta đi chơi là đi rất là nhiều tỉnh hoặc đi rất là nhiều nước thì anh nghĩ sao về một bạn nữ như vậy? Cái đó gọi là du lịch, ai mà gọi là đi ăn chơi trời. Em thấy là nó giống như là ăn chơi chứ nó sẽ không giống là nghỉ ngơi hoặc là đi du lịch. Ăn thì anh cũng thích ăn, chơi anh cũng thích chơi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, đều có giới hạn của nó là được. Em thích ăn chơi, anh cũng thích ăn chơi, miễn em đi ăn chơi chung với anh là được rồi. Cái là cái thứ hai đó là ăn chơi thì ai không thích, nhưng mà phải tùy theo cái hầu bao trong túi nữa chứ. Dạ. Đúng không em? Dạ. Rồi có dư giả mới đi du lịch, mới đi ăn uống với ai không thích vậy. Dạ. À, giống như bây giờ nè, đói bụng rồi nè, ăn ở nhà hàng tài trợ nè. Mời lên món ăn. Thanh đạm ha, rất là ngon. Mời hai bạn chúng ta hãy thưởng thức thử món cà ri Nhật Bản này ha. Đây là một món ăn rất là phổ biến, rất là nhiều người yêu thích.
thêm dứt ở bên Nhật Bản luôn á. Vừa ăn vừa trò chuyện vừa trao đổi với nhau. Một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại để cho hai bạn được tự do thoải mái tâm sự nha. Rồi chúc hai bạn ngon miệng. Em mời anh nha. Mời em. Cà ri không chỉ nổi tiếng ở Ấn Độ đâu, đúng không? Cà ri còn nổi tiếng ở Nhật nữa. Quán này là quán Nhật thì nó là rất là nổi tiếng. Mà lần đầu tiên nó mở một nhà hàng ở Việt Nam. Em ăn thấy sao? Em thấy cũng hợp. Nói chung là thường thì món cà ri thì hơi khó ăn. Nhưng mình thấy là cái này nó khá là dễ ăn. Thì nằm trong năm nay anh đã đi du lịch nước nào chưa anh? Hoặc là đi du lịch tỉnh nào chưa ạ? Nơi anh thích nhất là Đà Lạt. Nói giống em á, em cũng thích Đà Lạt. Anh thích Đà Lạt vì sao anh? Vì nó yên bình, không khí thì quá tuyệt vời. Anh thích rừng hơn là biển. Nên là em ở Gia Lai nữa thì... Em ở Gia Lai mà đâu? Em ở Gia Lai là em khúc, anh biết khúc biển Hồ không? Nó biển sẽ Hồ cách, à? Dạ đúng rồi, nó sẽ cách biển Hồ khoảng đâu đó là 20 cây. Định hướng nghề nghiệp của anh thì sao anh vậy? Anh vừa học xong thạc sĩ kinh tế. Trước đây của anh, công việc của anh đơn thuần là làm kỹ thuật thôi, làm sản xuất trong nhà máy. Dạ. Là kinh doanh, anh muốn nhảy sang một lĩnh vực mới và thử thách bản thân. Là khi nào anh sẽ mở công ty riêng anh hả? Mở thì chắc là chưa, bởi vì là trước hết mình phải học đã. Hiện nay em ở với ai? Hiện nay là em ở với em gái của em. Thì em cũng có ngôi nhà nhỏ nhỏ trong hẻm ở Sài Gòn. Mơ ước lớn nhất của em là gì? Chị ước là có một cái ngôi nhà nhỏ giống như là chăm cây cối, không đến mức độ là gọi là nuôi gà hoặc là trồng rau. Nhưng mà thích giống như là cái nhà của mình đó, có rất là nhiều vườn hoa đó, và có một cái cổng là hoa luôn. Thì em rất là thích như vậy. Tương lai của em á, em cũng không muốn là ở Sài Gòn, em cũng muốn là trở về Gia Lai như vậy á. Thì em không biết là sau này anh có thích như vậy không. Trời ơi, ăn chưa đi? Ăn đi, ăn rồi mới... Anh cũng thích hoa lắm. Dạ. Anh đi cũng nhiều nên là... Tôi ngồi đây tôi cũng vẫn như người vô hình vô hình. Hai bạn này trò chuyện không cần có MC dẫn dắt. Có nghĩa giống như đâu là hợp nhau từ thổi kiếp nào vậy đó. Được rồi, nói nhiều quá. Bây giờ tôi sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ nhỏ. Trên tay chị Tường là một cái sắp bài của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ha. Trong này là có những cái yêu cầu. Chúng ta mỗi bạn sẽ bốc một lá. Rồi có yêu cầu gì trong này thì các bạn sẽ làm ha. Hành động em. Bạn hãy thể hiện một năng khiếu nổi bật nhất. Em thích hát thôi chứ em hát không có hay. Rồi, xin mời bạn. Đã có lúc em mong tìm mình bé lại, để nỗi nhớ anh không thể nào thêm nữa. Em chỉ tặng một câu vậy thôi. Trời ơi, thôi trả bài cho tôi. Hát gì có chút xíu à, sao thấy giọng như thế nào? Cũng khá là ngọt ngào đấy. Dạ. Em về chỉ cái gì mà em không ngọt. Hát đi. Trả lời thật bất kỳ một câu hỏi từ đối phương. Cái này hay á. Suy nghĩ cho kỹ nha, chỉ có một ước muốn thôi. Một câu chỉ hỏi, một câu cơ nha. Hội, một câu duy nhất. Câu nào mà đắt giá nhất? Cái cảm xúc của anh khi gặp em lần đầu tiên. Giống như anh nói không, thì... Không nói cái câu mà ngoài mong đợi. Mà em cũng giống như là đây là thật lòng mà đúng không? Nói thật lòng ngoài, đi. Ngoài mong đợi chứ chắc là thật lòng, ngoài mong đợi có thể nha. Là nó chưa có ổn bằng kiểu vậy đó. Ấn tượng. Ấn tượng. Rồi, game show cũng được rồi ha, cũng lắng nghe được nhau, trò chuyện nhau khá nhiều rồi. Chị Tường nghĩ là hai bạn hãy nhắm mắt lại để chúng ta cảm nhận, chúng ta suy nghĩ lại, suy gẫm lại về cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ để xem động lại trong tay những gì. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi, suy nghĩ thật kỹ. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta nhé. Bấm nút là hẹn hò. 1 2 3 Rồi mời hai bạn đứng ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện những cái thủ tục. Xin mời hai bạn. Mừng đi, không cần nhắc nhở. Lớn hết rồi. Ta nắm tay trước đã. Sao cảm thấy như thế nào? Dạ quá là run luôn. Và hy vọng những cái cảm xúc đầu tiên này nó sẽ là những cái tín hiệu tốt để khởi đầu cho một tình yêu đẹp giữa hai bạn. Chúc mừng hai bạn nha. Em cảm ơn chị Cát Tường. Rồi, dạ. Đúng rồi. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Còn một cặp đôi nữa, chúng ta hãy chờ nhé. Hiền quá thì cũng không tốt, nhiều lúc không có bảo vệ được phụ nữ của mình. Anh có thể bảo vệ được cho em.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Và cô gái đã ngồi sẵn ở đây rồi. Tường sẽ mời bạn trai vào. Đó. Chúng ta có thể mở mặt nạ ra và trò chuyện với nhau. Ok. Rồi, xin chào hai bạn. Bây giờ mình hãy giới thiệu về bản thân mình trước nha. Chào em gái, em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thiên Vân. Em 24 tuổi, em quê ở Sóc Trăng. Nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc ở Sài Gòn. Em là nhân viên tư vấn về sữa bột của em bé. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Đặng Minh Trung. Năm nay em 25 tuổi, em đến từ Cần Đước, Long An. Em là nhân viên y tế của Bệnh viện Nhân dân 115. Rồi mình ở thành phố luôn hay là mình ở đi về về Long An? Hiện tại thì em đi về về thôi. Khoảng có bao nhiêu cây? 30 cây. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn. Yếu em thì mấy đứa bạn em nó rủ đi ăn á, hay hỏi em về cái món ăn nó như thế nào á, thì em hay là có chút xíu là em có nói là món này không ngon hay là hơi lạc hay mặn gì chút xíu. Có nghĩa là em có khả năng nhận xét món ăn. Đúng rồi. Mà chính xác không? Chính xác. Mấy đứa bạn em nó chửi đi vô quán ra ăn mà bị ngồi á, mình nhận xét vậy lát nha, quýnh bòm đầu. Ôi vậy toàn là chê không hả? Sao tao quýnh bòm đầu, không có khen hả? Chê không à hả? Cũng có khen, cũng có đôi lúc chê gì. Rồi bình thường ở nhà ai nấu cơm em ăn? Thì mẹ nấu em ăn. Rồi em khen hay em chê? Lâu lâu mẹ làm món mới thôi. Nay tao làm mẹ ăn được không? Nay chắc thầy nghề cũng lên được chút. Trời ơi trời, biết nấu ăn không cưng? Dạ biết. Mai mốt đừng nấu cho anh này ăn. Nấu ảnh ăn mất công mệt mà ảnh còn chê nữa. Mà nấu bắt ảnh nấu cho mình ăn nhưng mình đừng nấu nha. Dạ. Rồi, thì điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em cũng biết nấu ăn, làm được hết tất cả việc nhà. Đặc biệt là em chơi game rất là giỏi, chơi game online á. Rồi thời gian đâu đi làm, rồi thời gian đâu dọn dẹp nhà cửa nấu ăn? Tại vì em đi làm một ngày có 6 tiếng thôi nên thường là em ở nhà nhiều. Em hát cũng hay, biết viết chữ thư pháp, khả năng quan sát với giao tiếp với khách hàng tốt. Rồi bây giờ biết hát hay, hát thử một đoạn tặng bạn trai đi. Rồi. Yêu anh yêu nhân gian mơ. Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Wow, wow. Yêu anh yêu mỗi anh thôi. Yêu anh hết thân này. Rồi, tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 4 mối tình rồi. Mới từ đường nhất là 8 tháng trước mới chia tay. Quen cũng được 1 năm rưỡi. Tại vì bạn đó hơi trẻ con nhưng mà lại gia trưởng nữa. Với lại bạn đó có người khác. Còn mình thì sao em? Mấy mối tình rồi? Em thì cũng có một mối tình thời sinh viên. Rồi chia tay bao lâu rồi? Khoảng hơn 1 năm rồi chị. Rồi có nắm tay hôn chưa? Chưa, nói chung là đi vô nhà thì cũng vẫn vô nhà. Chắc là em nhát quá nên ra là người ta thấy em không có chủ động, không dám tấn công nên người ta nản chứ gì. Em thì cũng đâu có nhát dữ chị. Biết hung không? Biết chứ. Nếu mà chàng trai chưa biết hung luôn, rồi chưa có mối tình nào sâu đậm hết thì em thích hay là em ngại hay là em lo lắng hoang mang gì em nói chị nghe thôi. Em cũng không có ngại lắm tại vì kinh nghiệm của em đủ để giúp bạn đó. Ôi ghê. Chàng trai thì có vẻ hơi rụt rè nhút nhát. Để xem cặp đôi mà có cá tính ngược như vậy thì có tiến tới được xa hơn hay không. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Bạn trai của em thì em không có yêu cầu ngoại hình nhiều. Cao hơn em nhiều một xíu là được. Không gia trưởng, không trẻ con. Công việc thì ổn định một xíu. Không có tăng ca nhiều với lại đừng có đi công tác nhiều quá. Sao vậy? Ghen lắm hả? Hay là... Tính em hay quan tâm thái quá cái người yêu á. Em hay ghen rồi bạn lại chán. Em thì chỉ làm xe theo ca thôi. Người ta đi làm công việc đàng hoàng, người ta làm bên ngành y đúng không? Dạ. Thì cái công việc ta như vậy, người ta đi trực thiệt mà. Sao không cho người ta làm, đi theo trực đêm luôn. Em cũng làm buổi tối tới 9 giờ mới ra. Ăn thua mình yêu nhau thôi, mình quan tâm với nhau thôi. Ở bên cạnh sát bên chưa chắc là đã lo cho nhau. Rồi còn em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Biết lo cho gia đình, về hiền. Cái gì em không thích ở người bạn gái? Con nít, nhõng nhẽo. Cho con gái mà không cho ta nhõng nhẽo. Thì nhõng nhẽo cũng vừa vừa thôi chị. Quá em thấy nhiều người nhõng nhẽo em không thích. Em đang đi làm cái bạn gái điện thoại. Anh ơi em nhức đầu quá em mệt quá. Rồi em nói gì em làm sao? Thì em hỏi em uống thuốc gì chưa? Uống thuốc em vô đi coi có đỡ không? Không đỡ thì em chạy qua khoa anh đi, anh nhờ bác sĩ khám cho em. Trời ơi. Phải gái có bệnh cũng phải chạy qua khoa ảnh.
ảnh mới khám chứ anh không có qua khám cho em được đâu. Đáng lý con trai là phải qua chở bạn gái đi chứ. Ngoài giờ thì anh có thể qua chở em đi được. Tại vì khi mà đi ra ngoài đó, lỡ đột xuất ở đâu đó, nó có một tỉa tai nạn gì đó. Mình không có trực tiếp đó đó, nói chung là đặc thù công việc. Lúc đang làm việc thì không thể nào đi được, phải thông cảm ha. Theo em cảm nhận người bạn nữ ngồi bên kia là như thế nào? Nghe giọng nói của bạn nữ thì chắc cũng dễ thương. Dễ thương. Bạn nữ hơi men chịu không? Cũng được chị. Ăn hiếp em à? Ăn hiếp em, nhiều khi em ăn hiếp lại không là ăn hiếp không? Lại em không? Được không à? Được chị. Tôi thấy là cái vẻ hơi yểu điệu rồi đó, hơi nhát rồi đó. Tại chị thấy em vậy chứ ra ngoài thì em sẽ khác như bình thường. Em hình dung ảnh như thế nào? Hơi hiền với lại gọi là bảo thủ trong công việc một xíu. Rồi, bây giờ là thời khắc quan trọng. Tường sẽ mở cửa trái tim ra. Tặng quà liền, tặng quà liền. Mình có muốn quà tặng. Em cảm ơn. Anh thấy ảnh có giống như em suy nghĩ không? Nhìn mặt hiền thiệt. Hiền thiệt. Em có ngại chàng trai hiền quá không? Hiền quá thì cũng không tốt. Nhiều lúc không có bảo vệ được phụ nữ của mình. Đôi lúc thì anh cũng hiền như vậy, nhưng mà đôi lúc thì anh cũng khó tính dữ lắm. Nhưng anh có thể bảo vệ được cho em. Em cũng khó tính lắm á. Khó thì khó mức độ vừa thôi, chứ không có khó mà như mấy người ở ngoài miền ngoài. Ở miền nào cũng phải tùy người chứ không phải miền nào. Anh cũng ở miền Tây. Đúng rồi, anh ở miền Tây. Em nhìn thấy cổ, em có cảm nhận như thế nào ở cái giây phút đầu tiên gặp gỡ? Dễ thương, có một nụ cười rất là duyên. Chúng ta sẽ bắt đầu gọi món. Khi mình gọi món xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau. Xin mời hai bạn hãy chọn thực đơn. Mình chọn món gì em gái? Curry tôm chiên kèm măng tây cà chua. Curry kim chi. Rồi, chị sẽ order giùm cho hai bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nói chuyện đi nè. Nếu kết hôn xong thì mình sẽ sinh sống ở đâu? Em có ngại làm dâu không? Làm dâu thì em cũng không ngại lắm. Nhưng mà nếu mà có thể sống riêng với ba mẹ thì tốt. Anh thì bây giờ thì đi về, nhưng mà qua năm có lẽ là anh sẽ mướn trọ ở trên đây ở. Anh có dự định là sẽ dồn tiền mua nhà không? Tại vì em cũng đang dồn tiền á. Anh không cần mua có gì thì về dưới quê anh. Có nghĩa là em không có ý định lập nghiệp ở Sài Gòn? Vẫn ở Sài Gòn nhưng mà ở trọ. Chứ mình không có ý định là sẽ mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là tại vì Long An nó cũng không có cách thành phố bao xa, anh ấy đi mỗi ngày được. Em thì em thích hai vợ chồng, nếu mà làm thì phải có một khoản tiết kiệm riêng, sau này phải mua được nhà. Anh là con lớn trong nhà cho nên là có mình anh à. Anh cũng thấy lâu lâu anh phải về. Thì cái chuyện lâu lâu chuyện anh phải lâu về, về là chắc chắn là anh sẽ về rồi. Nhưng mà mình cũng phải có cái nhà riêng của mình chứ. Nếu như mà muốn tích góp lại để một cái quỹ riêng của nhà thì vẫn được, ok. Mình phải thoải mái hơn nữa, trò chuyện thẳng thắn để khi mình quyết định á, nó không có cái gì lầm lỡ hết. Sau này đừng đổ thừa chị Cát Tường ha. Nhà hàng đã chuẩn bị xong rồi. Rồi hai bạn cứ từ từ ăn uống, trao đổi thẳng thắn với nhau. Để một chút xíu nữa chị Tường quay trở lại rồi mình quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Rồi, nhìn hấp dẫn ha. Rồi chúc hai bạn một buổi ăn trưa ngon miệng. Dạ, mời em. Anh ăn kim chi đúng không? Bình thường anh có đi ăn đồ Hàn Quốc không? Anh thì cũng không có đi ăn đồ Hàn Quốc, thì đi ăn đồ nướng chung với mấy đứa bạn. Tại vì em thích ăn đồ Hàn Quốc. Em thấy anh hơi gia trưởng một xíu á. Không, anh em thấy anh như vậy đó, nhưng đi về nhà là thấy anh một người, con người khác bình thường. Anh ăn thử đi rồi cho em nhận xét đi. Ủa ăn cơm không sao nhận xét được? Sao em biết anh cơm cũng không? Em mới ăn múc cũng không rồi. Trời, anh múc cũng không, em còn chấm cái kim chi nữa mà. Bình thường anh thích ăn nhạt hay mặn? Nói chung thì vừa là được thôi. Tại em cũng không thích ăn mặn, bình thường em ăn nhạt. Nói chung là anh làm bên sức khỏe chắc anh cũng không thích ăn mặn, không tốt. Giờ anh ăn thử món của em nha. Anh thấy nó có hơi mặn không? Anh có biết anh nãy anh ăn cục gì không? Ăn tôm. Ờ đúng rồi. Anh có chơi game không? Không, anh thì ít chơi game á. Tổng hầu như là không chơi game. Tại vì công việc anh lúc nào không hết nữa chơi game được. Chỉ có lâu lâu là lấy ra lướt Facebook vậy thôi. Cái ngành em đang làm á là chuyên về tư vấn cho em bé này nọ, nên là em rất là hiểu. Ăn chưa? Ăn rồi chị. Ngon không?
nhận xét nghe thử coi. Ngon chị. Chị Tường muốn nghe hai bạn nói với nhau thật lòng hiện tại cảm xúc trong người mình như thế nào. Nói chung là tình cảm em thì nó tiếp xúc với em đó thì mới nhận biết được cái tình cảm của em đó dành cho một cái người con gái nó như thế nào. Gặp lần đầu không thể nào mà thích nhau liền hay là yêu nhau liền được, cần phải có thời gian. Thì hôm nay dù gì cũng bỏ thời gian ra chờ đợi rồi tới đây rồi thì em cũng sẵn sàng cho cơ hội nếu mà anh muốn. Không phải vấn đề là anh muốn hay là không muốn, mà vấn đề là mình có muốn hay không. Bấm nút trên đây là mình phải hôn nhau. Mà bao nhiêu người sẽ theo dõi, ba mẹ, bạn bè. Mình muốn mình mới bấm, chứ không phải bấm vì người khác. Nếu hai bạn không bấm nút, hai bạn vẫn còn có cơ hội hẹn hò lần kế tiếp. Hãy nhắm mắt lại đi hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, xin mời hai bạn đứng ra đây nha. Ngày hôm nay hai bạn đã thuộc về nhau, chính thức tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Có biết hôn không, biết nắm tay không? Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay Cát Tường cũng đã hoàn thành vai trò làm bà Mai, bà mối của mình. Xe duyên được cho cả hai cặp đôi, họ đều đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng là tin vui cũng sẽ sớm báo đến với chương trình. Và nếu như chúng ta chưa may mắn, chưa tìm được một nửa của mình thì không sao cả. Chương trình vẫn cho các bạn một cơ hội nữa nhận được một cái voucher. Đó là một cái phiếu tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản offline các bạn nhé. Nhớ đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt Hẹn Ăn Trưa vào lúc 12 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và khi xem thì đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.